Thực hiện nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Và nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 năm 2017, các địa phương đang đẩy mạnh sáp nhập, tinh giản bộ máy cấp huyện xã. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, các trạm khuyến nông, bảo vệ thực vật và trạm thú y đang được sáp nhập lại thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp đặt trực thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân huyện. Từ cơ quan quản lý về dịch bệnh chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu làm dịch vụ. Điều này đang trái với Luật Thú y năm 2016. Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh tả lợn châu Phi này đã bộc lộ những bất hợp lý. Nhận thấy điều này, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị 04 giữ nguyên hệ thống thú y cơ sở. Xung quanh vấn đề này đang có những ý kiến trái chiều. Mười ba năm đảm nhiệm trưởng trạm thú y cơ sở tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, ông Tùng đã cùng bà con đối mặt với nhiều dịch bệnh phức tạp trên đàn vật nuôi, dịch bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh hay cúm gia cầm. Thế nhưng từ năm 2018 trở đi, theo chủ trương chung, ông Tùng đã được sắp xếp sang vị trí mới với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Danh Thắng, đồng thời kiêm nhiệm mảng chăn nuôi thú y đến hết năm 2020. Tuy nhiên, theo cán bộ này, việc kiêm nhiệm cả hai chức danh là điều vô cùng khó khăn, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiệm vụ mới của mình thì nó không đích thực với công việc mình học và cái chuyên môn của mình. Bởi vì là đang là một cán bộ thú y mà bây giờ lại chuyển sang làm bên phân bón cho hội nông dân, cung cấp giống cây trồng. Nó thực sự ra với lại làm bên ngân hàng chính sách này nó trái cái chuyên ngành quá. Nó không nắm ra sát sao với dịch bệnh được. Mà trong khi đó là làm trái chuyên môn này thì không đúng thẩm quyền của mình. Do phòng nông nghiệp huyện thiếu người nên huyện Hiệp Hòa đang giao trung tâm dịch vụ nông nghiệp kiêm nhiệm cả cơ quan quản lý nhà nước. Lãnh đạo trung tâm cho biết khó khăn nhất là tính phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với chính quyền cơ sở, đặc biệt trong việc báo cáo dịch. Nhưng mà do sáp nhập thành cơ quan sự nghiệp của huyện nên chức năng quản lý nhà nước tới sẽ đưa về cho phòng nông nghiệp của các huyện là sẽ về trên lĩnh vực này. Nhưng mà để làm tốt ngày được thì đối với huyện thì chúng tôi tới cũng sẽ phối kết hợp cùng với các trung tâm dịch vụ này, vì cái lực lượng con người là đối với phòng quản lý nhà nước là rất ít, này cũng rất khó khăn, sẽ tăng cường phối hợp. Tất cả cái kênh công tác bây giờ chúng tôi đều phải triển khai qua Ủy ban nhân dân xã. Thì đối với mỗi một xã thì Ủy ban nhân dân xã lại căn cứ tình hình điều kiện thực tế cán bộ của mình thì lại phân bổ cho một đồng chí là phụ trách để có báo cáo về những số liệu. Thì tuy nhiên là cái báo cáo này thì báo cáo đồng chí là hiện tại nó đang rất bất cập. Bởi vì là có những đồng chí mà trưởng y xã thì cũng đã chuyển công tác rồi. Và có những xã thì lại giao cho văn phòng báo cáo. Có những xã thì vẫn trực tiếp giao cho đồng chí trưởng y xã báo cáo. Có đồng chí thì lại giao cho đồng chí khuyến nông báo cáo lên. Để trung tâm được nắm được cái tình hình dịch bệnh thì nó dẫn đến là cái thông tin đôi khi nó sẽ không chính xác và thậm chí là không kịp thời. Thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Giang ra kế hoạch 47, Ủy ban nhân dân Bắc Giang ra kế hoạch 112 về sáp nhập tổ chức lại bộ máy quản lý. Trước khi sáp nhập, riêng thú y và khuyến nông cả tỉnh Bắc Giang chỉ có hơn 400 người. Theo đề án sáp nhập của Sở Nội vụ Bắc Giang, từ cuối năm 2018 đến hết năm 2020, một số cán bộ thú y, khuyến nông xã đủ điều kiện sẽ được chuyển sang công chức xã, số khác chuyển sang làm cán bộ xã, sang đơn vị sự nghiệp huyện và làm cán bộ không chuyên trách cấp xã. Riêng với hệ thống thú y, Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang có 94 người, sau khi sắp xếp giảm chỉ còn 50 người. Không còn sự chỉ đạo chuyên môn của trung tâm như các cái trạm ngày trước. Thì do vậy là trong cái công tác mà chỉ đạo các đồng chí ở dưới cơ sở mà thực hiện một số nhiệm vụ mang tính chất cấp bách như là báo cáo dịch hoặc là phản ứng nhanh để công tác phòng chống dịch thì nó có nhiều cái hạn chế. Mặt khác nữa thì các đồng chí thú y ở cơ sở hiện tại thì bây giờ đang được bố trí là sắp xếp dần và cho kiêm nhiệm thêm nhiều vị trí khác. Thì cái tính mà cấp bách về phòng chống dịch thì nó là mang tính chất thời gian. Thì khi kiêm nhiệm các vị trí khác thì cái yếu tố thời gian và cần huy động các đồng chí có mặt tức thì để làm công tác phòng chống dịch thì nó sẽ bị chậm trễ, dẫn đến rằng là cái nắm bắt tình hình và cái sự báo cáo tình hình dịch bệnh là nó sẽ bị chậm. Bắc Giang đang có khoảng 1 triệu con lợn, tập trung ở các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên và Lạng Giang. Có hơn 600 trang trại, chiếm 40%. 60% còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến cuối năm 2018, Bắc Giang đã thực hiện xong việc sáp nhập các trạm thú y, khuyến nông và bảo vệ thực vật vào thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, đặt dưới quyền quản lý thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. Lộ trình đến năm 2020, các xã sẽ không còn cán bộ thú y, khuyến nông và bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, qua thực tế, các huyện đã nhận thấy sự bất cập. Tức là những năm trước thì chúng tôi đã thực hiện cái vấn đề là giao ban thường xuyên với lại các cái cán bộ thú y huyện, và hai là đến trưởng thú y các xã của thị trấn là hàng tuần là có giao ban, và hai là triển khai nhiệm vụ là một cách nhanh nhất, và hai là cái công tác giám sát đã được thông báo một cách được kịp thời nhất để chúng tôi chủ động các cái biện pháp phòng chống. Nhưng tuy nhiên sang năm 2019 thì cái sát nhập vào với nhau, thì do mới đầu sát nhập vào chức năng cái quản lý về chăn nuôi thú y của nhà nước thì đã giao cho phòng nông nghiệp, thì qua quá trình kiểm tra thực tế tại các huyện tôi thấy rằng là hiện nay các phòng nông nghiệp của các huyện thì cái cán bộ phụ trách về công tác chăn nuôi thú y thì còn rất là thiếu và hầu như là không có. Do vậy mà hai là cái chức năng nhiệm vụ của các trung tâm thì nó chưa rõ ràng. Chính vì vậy mà cái công tác phối hợp giữa trung tâm và phòng nông nghiệp thì vẫn còn chưa được thông suốt. Do vậy chính vì vậy mà cái công tác thông báo dịch và phòng chống dịch bệnh tại địa phương hiện nay là chi cục chăn nuôi thú y là gặp rất nhiều khó khăn, và chúng tôi phải thường xuyên là phân công cán bộ phụ trách địa bàn là đi từng huyện, tức có cán bộ phụ trách huyện và phải nắm bắt tình hình kịp thời thông qua rất nhiều kênh. Thứ nhất là phải thông qua được phòng nông nghiệp, thông qua trung tâm và phải thông qua các xã. Do vậy cái nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay là rất nặng nề và khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng tỏ ra lo lắng, bất tiện khi thiếu đi đội ngũ thú y cơ sở. Thay vào đó, bà con sẽ phải đặt hàng với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và phải trả chi phí. Quy chế của nhà nước ra, có lo thì cũng không được, mà có muốn thì không được. Thì nhà nước giảm biên chế nên việc của nhà nước. Thì việc có thú y xã là ví dụ như chúng tôi là đi gần thì chúng tôi không phải đi xa. Ví dụ mà không có thú y xã thì chỉ có thú y huyện thôi, thì chúng tôi là phải lên huyện. Ví dụ như cán bộ xã không có thì chúng tôi phải lên huyện thì nó vất vả cho chúng tôi thôi. Thế còn nhà nước quy định thì việc của nhà nước, chúng tôi thì không biết nói thế nào cả. Giờ là nói là tôi nuôi lợn thì là không có thú y như trước. Vì bây giờ tôi chỉ có làm tự làm chuồng và tự quản lấy lợn. Nếu tôi dịch bệnh thì tôi phải chạy chữa, nhưng còn thì bên thú y không chạy chữa cho. Tại tỉnh Bình Phước, suốt 4 tháng cuối năm 2018, Cục Bảo vệ thực vật tỉnh này đã không nhận được báo cáo của các địa phương về tình hình dịch hại ở cây trồng trên địa bàn. Sở dĩ có điều đó là vì sau khi sáp nhập các trạm thuộc ngành nông nghiệp, trong đó có trạm bảo vệ thực vật, để thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, thì đã không còn sự phối hợp thông tin giữa các huyện với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước về công tác bảo vệ thực vật. Điều này khiến công tác báo cáo, chỉ đạo trong thời gian qua bị gián đoạn. Trộn hòa cả với nhau. Thế có khi những anh giỏi ấy, đấy, bị bắn đi làm việc khác. Thế có những anh mà bảo thôi, bây giờ tỉnh mình nó chả có dịch bệnh gì đâu, huyện mình nó không có dịch bệnh mấy đâu, thôi cái bộ phận làm dịch bệnh làm cái thống kê báo cáo thôi, nghe xuống xã lấy thống kê báo cáo chứ không cần có chuyên môn, bởi vì đôi khi là đúng cả năm chả bao giờ phải làm. Do các biên chế của nhân viên bảo vệ thực vật tại các trạm đã nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện nên công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại ở địa phương không có đơn vị thực hiện, cũng không có đơn vị nào giám sát các hoạt động hội thảo quảng bá sản phẩm bảo vệ thực vật, khảo nghiệm ở các địa phương. Tại vì khi anh nhập về trung tâm ấy, thì lúc đó thì người ta phải lo cơm áo gạo tiền, bởi vì định mức mỗi anh doanh số là bao nhiêu này thì anh mới được trả lương bao nhiêu này. Thế là cuối cùng là anh ta lơ là cái chuyện kia, cái chuyện đấy anh ta bảo không phải việc của anh ta. Người ta gọi là không mô tả đầy đủ công việc của những viên chức đấy. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở một số địa phương khác đã tiến hành việc sáp nhập. Mạnh mẽ nhất và hệ quả cũng dễ nhận thấy nhất phải kể đến Bạc Liêu. Năm 2018, tỉnh này đã tiến hành sáp nhập 6 trạm của Chi cục Thủy Lợi, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi và thú y, Chi cục thủy sản, Trung tâm khuyến nông và Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi thành Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện. Từ sau khi sáp nhập các trạm, để có được thông tin dịch bệnh trên cây trồng tại các huyện, Chi cục bảo vệ thực vật Bạc Liêu đã phải cử cán bộ xuống từng địa bàn để nắm tình hình, bởi các trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện không gửi báo cáo số liệu điều tra dịch hại trên cây trồng lên chi cục. Thì Lâm Đồng còn sáp nhập sớm nữa cơ, sớm cách đây mười mấy năm nữa cơ. Tức là lúc đó anh ta chưa có bài kinh nghiệm, một mình anh ta đi một đường. Thế là đến cuối cùng là xin lỗi anh, đằng sau cái trung tâm dịch vụ đấy lúa bị bệnh mà anh ta còn không biết nữa. Vậy thì dân báo thì anh ta mới biết, tức là đằng sau nhà của anh luôn. 15 năm trước, năm 2004, Lâm Đồng cũng đã từng thành lập trung tâm nông nghiệp cấp huyện, thay thế cho các trạm của các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chỉ 2 năm sau đó, năm 2006, khi xảy ra dịch vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa ở Lâm Đồng, ngành bảo vệ thực vật tỉnh này đã không phát hiện ra. Dịch lây lan nhanh ra các tỉnh phía Nam sau đó, gây thiệt hại cho cả nước hàng nghìn tỷ đồng. Trở lại với câu chuyện sáp nhập 3 trạm thú y, bảo vệ thực vật và khuyến nông vào Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Sau sáp nhập, ở cấp xã chỉ còn 2 vị trí khuyến nông và thú y xã. Theo lộ trình đến năm 2020 sẽ cắt giảm và bố trí dần sang vị trí khác và chấm dứt hẳn. Sẽ rất khó để lấp đầy 2 vị trí này. Thì bước đầu thì cũng đã có văn bản để chỉ đạo xuống đối với lại hệ thống các đồng chí phụ trách chăn nuôi thú y ở dưới xã bây giờ. Đấy, phải nói như vậy bởi vì rằng là có đồng chí không còn bố trí danh nữa. Thì là qua triển khai qua kênh của lãnh đạo ủy ban xã thì cũng bước đầu là cũng đã tuyên truyền qua cả cái kênh phát thanh của xã nữa, cũng đã được phổ biến đến bà con chăn nuôi. Có ý kiến cho rằng nên giữ lại một trong 2 cán bộ thú y hoặc khuyến nông cơ sở để làm tốt công tác chuyên môn. Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết huyện này đang cân nhắc. Thì cái này thì cũng là có kiến nghị với lại lãnh đạo cấp trên là cân đối rằng là đối với trung tâm dịch vụ nông nghiệp thời gian tới mà làm việc mà bao trùm hết được toàn huyện thì sẽ có cái thay đổi. Còn nếu không thì cũng sẽ có hướng là bố trí là 1 đồng chí cán bộ phụ trách ở dưới xã phối kết hợp trong công việc của trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và với ủy ban nhân dân huyện thì sẽ công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng sẽ được đảm bảo hơn. Còn trên trung ương, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phản ứng ra sao trước tình hình sáp nhập và ra đời các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện? Có thể nói, mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ hoàn toàn việc sáp nhập, tinh giản biên chế, tinh gọn đầu mối theo nghị quyết Trung ương 18. Tuy nhiên, Bộ cũng giữ quan điểm, riêng đối với 2 hệ thống bảo vệ thực vật và thú y cần áp dụng cơ chế đặc thù do tầm quan trọng của 2 hệ thống này đối với an toàn sản xuất và với nền kinh tế đất nước, vốn vẫn phụ thuộc rất lớn vào nông nghiệp trong nhiều năm tới. Bây giờ, đôi khi có những cái ngành như bảo vệ thực vật, như thú y, người ta vẫn nuôi quân 3 năm đánh trận chỉ 1 giờ thôi. Bình thường anh thấy tại làm sao mà lại phải nuôi bộ máy thú y bảo vệ thực vật thế này, có việc gì làm đâu. Thế anh ta bắt đầu mới triệt đi, bảo thôi giải tán bọn này, anh ta dính đòn một cái, thế lúc đó giờ chúng ta xử lý ra sao. Cho nên trong cái cuộc sống, kể cả trong hệ thống tổ chức ấy, có những cái thứ anh đừng nhìn một cách nó trong ngắn hạn như thế. Anh phải nhìn là thế nếu bây giờ nó mà bị dịch bệnh xảy ra thì anh huy động kiểu gì, lúc đó ai làm, có chuyên môn không và có bao nhiêu người không. Ngay từ đầu năm 2016, nhiều tỉnh thành đã tiến hành cải cách bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức, tiến tới tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong đó, sáp nhập và cho ra đời các trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Cũng ngay từ đầu năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn gửi Sở Nội vụ các tỉnh thành. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y là cơ quan trực thuộc các chi cục quản lý chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, chuyên ngành được quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y và các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh và thông tư liên tịch số 14 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Nội vụ. Các trạm này có nhiệm vụ thực thi pháp luật, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thú y, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm nông sản, quản lý phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quản lý chất lượng vật tư phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Các trạm này đang phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước, chuyên ngành nông nghiệp và đã được luật pháp quy định. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp không có chức năng quản lý và thực thi pháp luật chuyên ngành. Việc chuyển các trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông về huyện quản lý và tổ chức thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp là trái với quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương có chủ trương nên cần xem xét lại. Gần 60 năm nay thì chúng ta mới xây dựng được một cái hệ thống gọi là bảo vệ vật nó hoàn chỉnh từ trung ương địa phương, để mà đây là cái hệ thống làm trực tiếp chứ không phải gián tiếp, để bảo vệ sản xuất nó tốt cho tốt thì cũng đang thể hiện đúng cái vai trò này. Thế thì bây giờ là chúng ta muốn thay đổi thì tôi cũng rất là muốn là, vì nó cũng rất khó. Chủ trương của Đảng thì phải làm, và luật thì chắc chắn là Chính phủ sẽ trình Quốc hội để sửa. Thế nhưng bây giờ đúng là chúng ta chưa sửa được. Thế nhưng mà làm thì vẫn phải làm. Đấy, nó đang có những cái bất cập như vậy. Cũng theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, đến thời điểm này hệ thống bảo vệ thực vật tuyến huyện chỉ còn 6 tỉnh giữ nguyên, còn một số đang thí điểm, còn lại đã cơ bản sáp nhập xong. Gần 400 trạm bảo vệ thực vật đã bị sáp nhập, nên cơ sở dữ liệu đang bị gián đoạn, gây khó khăn cho bảo vệ sản xuất. Chúng ta phải khẳng định được chủ trương của Đảng là rất đúng, cũng đã được trao đi đổi lại, cũng được lấy ý kiến của rất nhiều ngành nghề, rất đúng. Đấy là cái ý kiến thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là bây giờ là khi chủ trương đúng rồi thì cái cách thức tổ chức thực hiện làm sao cho nó phù hợp. Thì có những nơi đấy chúng ta thấy là vừa rồi chính phủ thì cũng phải có văn bản tạm dừng lại, và rất nhiều các địa phương cũng có kiến nghị. Bây giờ chúng ta là làm bước nào nó phải chắc chắn bước đó. Mà ông có thay đổi sát nhập nhưng cái nhiệm vụ đó nó vẫn phải chạy thông suốt. Đây có nhiều tỉnh, nhiều nơi là sát nhập ồ ạt ngay lập tức, thế nhưng mà tự nhiên là cái công việc nó bị gián đoạn. Đấy. Mà nó sôi lỗ chảy ra một phạm vi rộng thì không thể nào khống chế được. Mặc dù vậy, tinh thần thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương Đảng về tinh giản, sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy đang hừng hực khắp nơi. Các địa phương gần như đã bỏ qua tiếng nói của Bộ Nông nghiệp, cơ quan quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực này. Như tôi nói là nếu mà chúng ta những cán bộ về khuyến nông làm công tác chuyển giao, nó vẫn cứ như vậy, nó vẫn cứ cái hệ thống cũ như vậy và vận hành nhiệm vụ cũ như vậy, chỉ có điều nó nằm ở trong cái trung tâm dịch vụ này thôi. Thì đây là một. Cái thứ hai nữa là tiến tới là cái việc là các cán bộ ở những bộ phận khác, ví dụ như bảo vệ thực vật hoặc là thú y, thì dần dần cũng được trang bị những cái nghiệp vụ của khuyến nông và tham gia hoạt động khuyến nông nữa, thì cái sức mạnh có thể là sẽ nhân lên, chứ không phải là chỉ giới hạn ở trong có mấy người ở trong cái hệ thống khuyến nông, cái trạm khuyến nông, và hỗ trợ nhau làm được. Còn đối với lĩnh vực thú y, nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống thú y cơ sở đối với công tác dự tính, dự báo và đặc biệt là trong công tác quản lý dịch bệnh của đội ngũ thú y cơ sở, nhất là các trạm và nhân viên thú y xã phường. Tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch tả châu Phi cả nước diễn ra giữa tháng 3 vừa qua do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một lần nữa đề xuất giữ lại hệ thống thú y cơ sở theo Luật Thú y 2016. Tôi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng về kết quả phòng chống dịch tả bệnh tại địa phương mình quản lý. Đây không phải là cái việc đơn thuần là của Chi cục Thú y, của Bộ Nông nghiệp, mà từng địa phương phải ra tay mới có hiệu quả được. Trước đó, lường trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, đồng thời bảo lưu quan điểm giữ lại hệ thống thú y cơ sở vì lợi ích lâu dài, Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng ra chỉ thị 04 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duy trì, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y. Khi mà hệ thống thú y được giữ nguyên thì cái việc là tiếp nhận thông tin, khai báo dịch bệnh, rồi kiểm tra xác minh dịch bệnh, theo tôi là sẽ là nhanh nhất, tốt nhất. Luật Thú y hiện hành có hiệu lực từ 2016 quy định hệ thống thú y được tổ chức liên mạch, xuyên suốt từ trung ương xuống tỉnh và tới các xã. Các huyện có trạm thú y, các xã có nhân viên thú y. Ngay sau chỉ thị 04, đã có một số địa phương như Thái Bình lập tức dừng việc sáp nhập các trạm thú y, bảo vệ thực vật và khuyến nông và trung tâm dịch vụ huyện. Đúng là nghị quyết đã chỉ đạo là như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng chính phủ cũng phải lắng nghe cái phản ánh từ các địa phương. Bộ Nông nghiệp cũng phải rất sâu sát với các địa phương. Chắc chắn rằng là thực tế hoạt động ở các địa phương mà khi trạm chăn nuôi và thú y huyện chuyển hợp nhất về trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã thể hiện ra một cái lỗ hổng như vậy. Trước đây có 10 anh làm thú y, bây giờ anh chỉ rút lại còn 2 thôi. Thế còn 15 người thú y nữa khác nữa thì anh đi, anh ta tiêm này, anh ta bán thuốc thú y này, anh ta mở quầy thuốc này, anh ta tăng nguồn thu theo mức khoán của trung tâm. Thế cho nên chúng ta thấy này, biên chế thì tăng lên. Đấy, thế chất lượng chuyên môn với trách nhiệm với cộng đồng xã hội giảm đi rất nhiều, bởi vì 10 anh đang làm thú y bây giờ còn 2 cơ mà. Nhưng phần lớn các huyện trên cả nước trước đó thực hiện nghị quyết số 18-19 về tổ chức lại bộ máy quản lý đã thực hiện sáp nhập như Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Phước. Câu hỏi đặt ra lúc này với các địa phương là cần làm theo chỉ thị 04 của Thủ tướng, thực hiện Luật Thú y hay tiếp tục thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương. Và những địa phương đã sáp nhập, thành lập các trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì có cần phải giải tán đưa các trạm trở lại vị trí cũ hay không? Đây vẫn là vấn đề hóc búa lúc này. Đấy mà nó không có một cái hướng dẫn cụ thể, đáng lẽ chính phủ cũng phải hướng dẫn, và chí ít thì cũng phải giao cho các cái bộ chuyên ngành có cái hướng dẫn cụ thể xem là cái công tác chuyên môn nên cùng với các địa phương sắp xếp thế nào để cho nó phù hợp với cái tinh thần của nghị quyết 18-19, nhưng vẫn bảo đảm là các cái nhiệm vụ về phòng chống các cái loại sâu bệnh vẫn xuyên suốt, và đặc biệt là bảo vệ an toàn các cái vụ sản xuất. Trước đây trạm khuyến nông thì nó rất là rõ, ai đọc cũng hiểu ngay. Đấy, thế thì bây giờ dịch vụ thì nó rất nhiều vấn đề. Thế và nếu như mà cái cơ cấu tổ chức đấy chúng ta gộp một cái hình thức mà cơ giới mà nó không nhuần nhuyễn trong phân công công việc ấy, thì có thể rất dễ gây ra cản trở. Anh có được quyền chỉ đạo, anh trình độ sao, anh phân cấp thế nào chỉ đạo được, anh đề nghị ủy ban nhân huyện bằng văn bản, chứ ủy ban huyện mới chỉ đạo trung tâm kia. Thế mà chỉ đạo trung tâm kia thì lực anh mỏng, tiềm lực anh ít, chuyên môn anh ít, mà nếu dịch bệnh xảy ra thì anh rơi vào tình thế ngay. Đợt dịch tả châu Phi này, huyện Quỳnh Phụ là một trong hai huyện trọng điểm của tỉnh Thái Bình và cả nước. Đến cuối tháng 3 đã có 31 xã của huyện này nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Những ngày này, anh Duy, phụ trách trạm chăn nuôi thú y huyện Quỳnh Phụ và 3 đồng nghiệp đang phải căng mình ra khắp huyện. Sau mấy ngày đầu căng thẳng, nhờ biết sử dụng mạng xã hội để tổ chức công việc hợp lý, công việc của anh Duy và trạm đã nhanh, khối lượng cũng giảm đi nhiều lần. Hủy này, nay Quỳnh xã phát sinh đề nghị về lấy mẫu này. An Vinh có 2 hộ phát sinh, 1 hộ chết, 4 hộ tiêu hủy này. Đấy, phát sinh này, phát sinh và tiêu hủy. Thứ nhất là đầu giờ sáng thì bọn em sẽ cập nhật được đầy đủ cái tình hình phát sinh ở dưới tất cả các xã. Là các xã này ngày hôm nay có bao nhiêu hộ phát sinh, có bao nhiêu hộ thực hiện tiêu hủy. Thì như vậy là sẽ có thông báo cho, thì em là phụ trách ở trạm thì em sẽ nắm được là trong địa bàn các cái xã mà đang có ổ dịch của bọn em là có bao nhiêu các xã có ổ dịch phát sinh, có bao nhiêu ổ dịch phát sinh ở trong cái xã đấy. Như vậy là ưu điểm của nó là nhanh, chính xác, cập nhật. Vâng. Và kể cả cái việc di chuyển của anh em trên cái cung đường nó cũng tiết kiệm đi rất nhiều cái việc mà so với cái việc là tự dưng là gọi điện nhận thông báo xong đó lại thông báo lại rồi là đi trên đường thì nó rất nhiều cái vấn đề, có thể điện thoại không nghe thấy hoặc nọ kia thì nó sẽ rất là mất. Tôi đang có mặt tại thôn Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, một xã đã có dịch tả châu Phi, và mọi xe qua đây, qua chốt kiểm dịch sau lưng tôi đều được phun xịt để đảm bảo không mang virus ASF, dịch tả châu Phi, phát tán tới các địa phương khác. Thời điểm này thì dịch tả đã hoành hành nặng tại Thái Bình và tất cả các thôn, xã trên địa bàn đều đã lập rất nhiều các chốt, các cửa ngõ vào trong xã, trong thôn của mình. Chưa có một đợt dịch bệnh nào mà cả tỉnh Thái Bình, từ người dân đến đảng, chính quyền, chung tay đoàn kết thực hiện với tinh thần chống dịch như chống giặc, như đợt dịch tả lợn châu Phi này. Mọi cách tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn dịch bệnh đã được hệ thống thú y cùng chính quyền đoàn thể thực hiện. Là tỉnh chưa sáp nhập, Thái Bình cũng đang giữ hệ thống thú y cơ sở với trạm thú y huyện, mỗi xã có trưởng ban thú y, từng thôn có các thú y viên. Vậy nhưng dịch vẫn lây lan từng ngày với cấp số cộng ra tất cả các huyện, thành phố với trên 150 xã, hơn 30.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Chúng tôi là thú y viên, nương nậu là cũng không có, bây giờ thôi thì mỗi khi có dịch này thì xã mời anh em chúng tôi đến làm giúp. Thì thôi thì tôi nghĩ là thôi thì là cũng không nghĩ ngợi gì đến chuyện công xã. Mong sao rằng là cái dịch này mà là xã tôi cũng như mọi nơi là ta cố gắng phòng chống tốt, ngăn chặn kịp thời thì để chúng tôi là người chăn nuôi thực tế về sau để phát triển nữa, chứ không cũng nguy to đấy anh ạ. Đã có những ý kiến nghi ngờ sự cần thiết của đội ngũ thú y cơ sở đối với loại dịch bệnh này, cho rằng dù có giữ lại hệ thống thú y như Thái Bình thì cũng không thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch bệnh, trong khi ngân sách quốc gia đang bội chi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Riêng con số người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách mỗi năm lên tới 11 triệu. Sáp nhập, tinh giản hệ thống thú y, bảo vệ thực vật và khuyến nông là một phần tất yếu lúc này. Thì chúng ta cũng nên cơ cấu lại cái tổ chức bộ máy cho nó tinh gọn, nhưng mà lại đòi hỏi cái nguồn nhân lực đấy, thực hiện cái nhiệm vụ này đấy, là phải có một cái trình độ đấy, tương ứng để đáp ứng với lại cái tình hình chăn nuôi hiện nay. Đấy, và cái sự phát triển về nông nghiệp nói chung và cái chăn nuôi nói riêng ấy, thì bây giờ chúng ta đang hướng đến cái chăn nuôi theo cái quy mô lớn, thế và theo cái chủ trương là cái sản phẩm sạch, nông nghiệp sạch. Thế thì chúng ta cũng cần có một cái lực lượng thú y đấy vừa đủ ở địa phương, đấy, nhưng mà có một cái trình độ đấy, về chuyên môn đấy, để đáp ứng được cái nhu cầu chăn nuôi đấy, theo cái xu thế phát triển. Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương Đảng về việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức lại bộ máy quản lý. Người ta băn khoăn, và cái băn khoăn thì cũng có cơ sở, bởi vì là đang có cái đội ngũ này nó trực tiếp làm cơ sở. Thế nhưng mà bây giờ lại không có. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng là khảo sát đánh giá thì bản chất là nếu mà vẫn cái cơ chế như thế này thì cái số cán bộ ở cơ sở này không phát huy được. Vì thế mà Bắc Giang của chúng tôi cũng đã sớm, hiện nay là chúng tôi đã thành lập cái trung tâm dịch vụ cấp huyện, thế và sẽ hoạt động theo cái cơ chế đặt hàng của nhà nước. Thế và những bạn mà vẫn có điều kiện thì người ta vẫn có thể, cái trung tâm này người ta vẫn có thể với đến các huyện, các xã, đến cấp xã để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thế và cái trung tâm này trực thuộc cấp huyện thì nó chỉ đạo sẽ sát hơn, nó thực tế hơn. Thế và những cái việc cần tập trung ấy, thì cái trung tâm này sẽ phát huy tác dụng hơn. Thế chúng tôi mới thành lập thì chưa đánh giá được cái kết quả cụ thể. Nhưng khi sẽ sát nhập lại thì cái tổ chức bộ máy nó sẽ tinh gọn hơn. Đồng tình với quan điểm tiếp tục sáp nhập trạm thú y và trung tâm dịch vụ nông nghiệp của Bắc Giang, một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi lớn, hiện đại đang diễn ra rất nhanh. Rất có thể chỉ trong năm 15 tới, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ biến mất do lao động nông nghiệp được rút đi, chuyển sang làm các ngành nghề khác. Chỉ còn lại các gia trại, trang trại hiện đại, chủ động hoàn toàn được công tác thú y. Bên cạnh đó, việc báo cáo quản lý dịch bệnh cũng đã được tin học hóa, ứng dụng công nghệ 4.0 sẽ hiệu quả hơn, nên đội ngũ thú y cấp xã cũng như trạm thú y huyện đã không còn vai trò. Nó có hai cái trường phái thế này. Phái chuyên môn thì cho rằng làm như thế là cuối cùng là tước đi mất những cái hoạt động về chuyên môn và nó ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Một phái về vấn đề tổ chức thì bảo cần phải tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả cao nhất. Thế nhưng bây giờ chúng ta có mô hình nào để chứng minh cho cả hai cái này chưa? Thì cho đến giờ này hình như cán cân nghiêng về phía chuyên môn. Bởi vì bên chuyên môn người ta dẫn chiếu được những trường hợp mà khi anh sáp nhập lại thì hệ quả lập tức xảy ra. Nói như khẩu hiệu tại trường đại học Hoàng gia Budapest, Hungary là bác sĩ thú y là chữa bệnh cho loài người. Tất cả gần như trên 90% là các cái bệnh dịch nguy hiểm là đều lây lan qua con vật sang con người. Thì không được là tương đương với cả một cái hệ thống rất lớn mạnh của ngành y tế, thì cũng nên giữ lại một cái hệ thống như hiện tại là luật đã quy định. Họp ban chỉ đạo quốc gia xong đó sẽ có về báo cáo của Thủ tướng Chính phủ gửi cho Ban Bí thư và mình sẽ đề xuất là Ban Bí thư xem xét ban hành, nếu ra được cái chỉ thị rất là tốt. Nếu mà có ra được chỉ thị Ban Bí thư thì may ra cái cơ hội mới có thể là giữ được cái hệ thống thú y cơ sở. Bởi vì là chỉ thị của Thủ tướng nhưng mà xuống Bí thư tỉnh ủy các tỉnh người ta bảo tôi phải thực hiện theo nghị quyết 18-19 của Đảng thôi. Thế là cũng không có ý nghĩa gì mấy. Thực ra chỉ thị 04 có Thủ tướng rất là quan tâm như thế, chỉ là động viên tinh thần hệ thống anh em mình thôi. Còn xuống là người ta vẫn bảo làm theo nghị quyết hết. Trung lập giữa hai quan điểm, một số chuyên gia cho rằng hiện có một số mô hình lai, nghĩa là vẫn sáp nhập trạm thú y, bảo vệ thực vật nằm trong trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nhưng vẫn hoạt động chuyên môn do huyện trả lương phối hợp với phòng nông nghiệp huyện để quản lý dịch bệnh trên địa bàn. Cách này sẽ giúp công tác báo cáo dịch bệnh và dự tính dự báo dịch bệnh vẫn hiệu quả. Đây có thể là một giải pháp hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay. Tức là lai ở đây là phần giữa nhá. Tức là ông bảo thôi ghép vào đây để giảm đầu mối nhá. Trung tâm nằm, tức là trạm nằm trong trung tâm của huyện và hưởng lương huyện. Đấy, hoạt động độc lập về chuyên môn có, tôi cho rằng có lẽ cũng phải nghĩ đến cái việc đấy. Đấy, cũng có thể cái đấy là cái hay. Vì lương ngân sách huyện cũng đã trả thì huyện cứ nẻo này thôi. Nếu dịch bệnh xảy ra ông không báo cáo đầy đủ mà tỉnh phê bình huyện, thú y chịu nhận. Ông được độc lập nhá, ông không phải làm gì, ông chịu nhận hoàn toàn. Thì tôi cho rằng cũng nên nghĩ đến những việc đấy xem thế nào. Chứ còn sáp nhập lại nhập các trung tâm để giảm đầu mối và tiến hành giảm biên chế để hoạt động hiệu quả cao nhất, đỡ gánh nặng ngân sách nhà nước. Thì tôi cho rằng đấy là một chủ trương hay chứ. Đấy.